found her. Now go and get her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Let it out and let it in. Hey, to begin, you're waiting for someone to perform with. And don't you know? Các bạn đang nghe một cái đĩa than, và đặc biệt là cái chất âm nó còn rất là tốt, nghe rất là trong. Vì cái kim của nó còn rất là mới. Đây là giống như một cái đầu mâm than, một cái tủ âm thanh, chính xác hơn nó là một cái tủ âm thanh có đầy đủ tính năng đời mới, và nó như một cái hàng trưng bày siêu thị vậy các bạn, hàng đấu giá rất là đẹp, giống như chưa qua sử dụng luôn các bạn ạ. Từ cái vân gỗ của nó cái vân gỗ con này nó rất là bắt mắt, và cái độ mới của nó thì khỏi phải chê luôn. Cái vân gỗ của nó nhìn rất là sang, và đặc biệt nó rất là mới, nó còn một cái độ nhám. Và các bạn có thể thấy được cái mặt của cái phần cái mặt chính diện của nó, một cái mảng nhôm ốp lên rất là đẹp, còn rất là sang trọng. Và đặc biệt cái phần kiến gương cầu này nè, cái gương cầu cái này nó cầu ra nha. Cái phần này là cái phần tuner 108 luôn, full đài Việt Nam, FM full đài, nên các bạn rất là dễ dàng bắt đài, dò đài ở trên đây. Và chữ phô này viết tắt của chữ phono, mà chúng ta đang chơi phono là đĩa than nhé các bạn. Và kế bên là CD, tiếp theo là AUX cổng 3.5 ở đây nè, và kết nối với lại tai phone FM. Và đặc biệt ở đây là có Bluetooth nha các bạn. Bluetooth ở đây các bạn có thể chơi FM ở đây nè. Còn kế bên các bạn gạch qua là Bluetooth, và nó đang bật chế độ Bluetooth, đèn đang chớp và đang chờ tín hiệu để kết nối. Ở bên hông của máy là một con USB và một cái thẻ nhớ. Coi như là con này là full tính năng đời mới luôn các bạn. Một cái tủ đài âm thanh của hãng Fuse. Thời gian gần đây mình có làm một vài clip những cái dàn 2.1, 5.1 của con Fuse này nha các bạn. Đây là một dòng âm thanh tại thị trường của Nhật. Nếu mà các bạn chơi âm thanh và có theo dõi một số clip test của mình đó, thì sẽ không thấy quá xa lạ với cái thương hiệu Fuse này. Tuy nhiên đối với một số khách mới thì cái dòng Fuse này khá lạ. Tuy nhiên các bạn có thể biết là nó là một thương hiệu âm thanh tại thị trường Nhật và chơi điện 100V đạt tiêu chuẩn của Nhật, tiêu chuẩn PSE. Và đây là một cái tủ mâm than, một cái đầu CD, thẻ nhớ USB và AUX, Bluetooth, FM, AM. Rất là nhiều tính năng, và đặc biệt nó còn rất là mới. Cái độ mới của nó cũng có một cái lợi thế, đó là cái phần cái kim của cái mâm than nó đọc rất là trong, tiếng nó rất là trong nha các bạn. Và các bạn có thể đầu tư cho mình một cái đĩa than chất lượng, ở trên thị trường bán thì tầm khoảng 1,2 triệu một đĩa tiếng Việt, còn đĩa tiếng Anh thì sẽ rẻ hơn. Nếu các bạn đầu tư để mà chơi đa tính năng và vừa trưng bày vừa nghe nhạc vừa trưng bày, thì đó là một sự lựa chọn rất là tốt nha. Bluetooth nè, bây giờ mình bắt vào Bluetooth. Ở phía sau có cổng AUX để các bạn có thể kết nối với điện thoại, máy tính, TV vân vân. Ở phía sau cũng có nữa nha các bạn. Còn cổng đằng trước là cổng 3.5, và kế bên là cổng tai phone. Và mình bật Bluetooth lên thì điện thoại của mình đã từng kết nối với con này một lần rồi nên nó nhớ nha các bạn. Và bây giờ để mình giảm cái độ sáng xuống để các bạn thấy rõ hơn. Đây trên điện thoại của mình. Đây các bạn. Tên của sản phẩm là CLS50, đã kết nối cho âm thanh. Bluetooth hồi nãy nó chớp đèn, bây giờ thì nó đã sáng để yên luôn rồi, là nó đã kết nối. Bluetooth rất là nhạy nha các bạn. Con này đời 2018, 2019 luôn á, nên nó
nó chuẩn kết nối Bluetooth đời mới nên khá là ổn, rất là nhạy. Vật cản đâu là không có vấn đề gì với nó cả. Bây giờ chúng ta nghe nhạc trữ tình đi các bạn nha. Phần âm lượng ở đây nè các bạn. Em còn khiêu sáng ánh đèn từ sương mai. Mẹ biết nó bây giờ con ngồi hồ nhỏ gió hèn. Xuân trắng miền quê ngoại của Quang Lê. Và chất lượng âm thanh hiện tại đang là lossless file chấm flat đó các bạn, không hề bị giật hoặc là bị lắc gì hết nha các bạn. Âm thanh truyền tải rất là tốt, mặc dù đây là một cái file có chất lượng âm thanh cao và dung lượng lớn. Chúng ta chơi nhạc trên YouTube để mình chọn bài nhé các bạn. Guitar rumba không lời. Ở đây là hai cái loa toàn giải rất là lớn nha. Hai cái loa toàn giải 8 cm và đây là một cái lưới bằng vải luôn, nó làm rất là chi tiết chứ không phải bằng nhựa nha. Nó mô phỏng lại theo cái lưới cổ ngày xưa đó các bạn. Đó. Rất là mới, không có vết dơ và nó còn ánh cái kim của cái phần lưới màu đen ở phía sau lên luôn các bạn. Còn những cái đường đen chỉ ở trên của nó nhìn rất là bắt mắt. Còn cái mặt của con này đã là mặt kiểu nhôm xước màu vàng đồng. Nhôm xước nha các bạn. Và đặc biệt cái phần bắt mắt nhất vẫn là cái đồng hồ hiển thị chính. Thể hiện cái phần tính năng cũng như là để dò đài FM, AM trực tiếp trên này luôn và full đài Việt Nam. Đó, nhìn rất là bắt mắt. Bạn chuyển qua này. Ví dụ các bạn chuyển qua này. Mình vừa bấm nút gạt chuyển qua đó các bạn. Gạt qua đây là Bluetooth, gạt qua đây là FM. Đây các bạn có thể dò đài và anten ở phía sau nha các bạn. Anten ở phía sau. Rồi chúng ta kết nối Bluetooth lại. Đó, mình vừa bật qua Bluetooth là nó chớp đèn và nó đã kết nối tiếp tục rồi. Nó hết chớp và thấy là nó bắt Bluetooth rất là nhanh. Hai cái loa toàn giải và cái thùng gỗ khá là sâu nên cho cái phần công suất cũng khá là tốt. Kết hợp Robusta và Arabica vì đáng dịu hương tinh. Quảng cáo các bạn. Và thôi mình tạm tắt cái Bluetooth này nha. Mình vừa đo phần bề ngang và chiều cao hiện tại khi đóng nắp như vậy. Bề ngang là 44,5 cm, các bạn hình dung là 45 cm nha. Chiều cao là 26 cm. Khi mà chúng ta đóng nắp, nó có 4 cái chân đế để chống rung và để hạn chế để phần bên dưới sát với cái mặt sàn để nó chống nước. Còn khi mà chúng ta bật lên như vậy, nó có một cái phần gài ở đây để nó chịu cái lực lại. Và khi chúng ta muốn
đóng cái nắp lại, chúng ta mở nó lên một nấc và chúng ta đẩy nó vào nhẹ cái đó, nó phần dài rồi. Khi mà đặt cao như vậy thì mở cái nắp ra, chiều cao sẽ là 50 cm các bạn, gần gấp đôi khi chúng ta đặt xuống như vậy, 26 cm. Bề ngang mình xin nhắc lại là 45 cm, còn cái phần chiều sâu là 34 cm nha các bạn, 34 cm chiều sâu, 45 bề ngang, chiều cao là 26, chiều cao khi mở nắp là 50. Đấy, rất là đẹp, nhìn rất là bắt mắt, và cái phần âm thanh của nó cũng khá là tốt trong những cái dòng mà chuyên về những cái đầu tủ than như vậy, tủ đài, mâm than, CD vân vân, và có cả Bluetooth nữa thì không thể nào đòi hỏi hơn được, đầy đủ những tính năng như vậy và cực kỳ hiếm luôn các bạn, rất hiếm, đời nó còn quá cao mà hiện tại bên Nhật nó còn sử dụng vân vân. Đây là hàng kiểu như là hàng trưng bày siêu thị các bạn, USB thì các bạn gắn ở đây ha. Chơi nhạc rất là tiện cho một số người là lớn tuổi, có thể là hoặc là những cái quán cà phê á. Những cái quán cà phê chơi dưới chơi thẻ nhớ hoặc là USB gắn rồi cho nó chạy hoài nhạc luôn, chứ không có bị mà phải mở YouTube, phải sử dụng cái điện thoại để mà nó bị cái phần quảng cáo. Còn đĩa thì chơi được mười mấy bài là phải lại đổi đĩa. Đấy, cái phần USB thì nó tiện ở chỗ đó. USB thẻ nhớ. Cổng này cũng AUX và bên đây nè các bạn. Mà thôi chúng ta test cái phần CD trước đi. Chuyển qua CD. Test cái phần này. CD ha. Con này không có ngại chơi đĩa chép đâu các bạn, tại vì con mắt nó còn rất là mới. Mời anh mời chị, mùa xuân lấy đây thăm tôi nơi xa. Cái nút stop nè, play stop, qua bài, lùi bài, ở đây chỉnh một số tính năng. Rồi, trước khi kết thúc bài test ngày hôm nay á, chúng ta sẽ quay lại cái phần đĩa than và coi cái mặt sau của con này nhé. Bài test tới đây đúng rất là dài rồi. Đó, đây, ấp xuống và mở lên, và cái mâm than thì các bạn có cái 3 cái 33 45 78 là số vòng quay, tốc độ vòng quay nó có thể tăng lên tùy vào đĩa nhé. Và khi mà chúng ta có một nút gặt này nè, đó thì dở cái đĩa, dở cái này lên, trượt qua trượt lại. Đây là một số bài hát nó nằm trong đây, thì nó đây, chúng ta sẽ chọn cái bài hát mà chúng ta để vào. Đó. Nó có một cái cơ chịu lực lại rất là nhẹ nhàng, các bạn thấy nó đi xuống nè, nè nè. Khi thả xuống đó, nó xuống rất là từ từ chứ không phải nó thả một cái ạch xuống. Và cái này có thể cầm cái này đó, để vào đó. Hạn chế cái việc cái đĩa than đang quay mà các bạn chỉnh kéo cái phần này qua lại nhé, làm trầy đĩa hoặc là và nó làm hư cái phần cái kim độc. Rất là độc đáo luôn các bạn ạ. Các bạn chờ mình một chút nha. Và bây giờ là ở phía sau mình đóng lại, mình sẽ đóng cái này lại đó. Cái vân gỗ này cũng rất là đẹp ha, nhìn rất là sang. Cái màu ở phía sau không phải là cổng nhận mà là cổng xuất nha các bạn.
cổng 3.5 ở phía trước là đủ rồi, nhận rồi. Còn cổng này là cổng xuất. Xuất ra có nghĩa là tất cả những tín hiệu đầu vào nãy giờ các bạn chơi, mình chơi cho các bạn xem á, là có thể vừa chơi và vừa xuất tín hiệu này cho một cái âm ly lớn để chơi tiếp.